Rồi chào lại gia đình mình nha. Thì hôm nay Hải sẽ tiếp tục đi săn bắt cá nha. Đây là cái 12 cái ngục nè. Mình sẽ đặt cá dưới ao này nha. Ở dưới ao này giờ mình thì mình bán cá hết rồi, người ta bắt người ta xịt hết luôn nha. Nhưng mà mình thấy vẫn còn có cá còn sót. Đặc biệt cái giờ mình sẽ đi đặt cái lú này nha, đặt nó lên đường nước đó để coi cá bằng đêm á nó sẽ đi ra ngoài đó nha. Và Hải hy vọng rằng ngày mai mình sẽ dở dính nhiều nhiều cá, mình sẽ làm món ăn gì tiếp tục nha. Quan trọng là mình săn bắt coi nó còn cá dưới ao này không nha. Bây giờ mình tiến hành mình bơi lên đường nước nha. Bây giờ là 6 giờ mấy rồi nha cả nhà. Giác này Hải làm công chuyện nha, giác này 6 giờ mấy mình mới rảnh nha. Mình đi đặt cá ngày mai 9 giờ nha. Bây giờ bơi muốn đi luôn trời. Một bình quá trời. Nó dưới một bình dữ rồi anh ơi. Bơi quay đường này luôn. Bơi vòng vòng. Chóng mặt. Ốc bên dạng, nó nổi. Trời ơi. Bơi mà bơi ve luôn trời. Anh lùa bao lục bình qua bên nữa. Dướng ghe nặng quá. Đó, đặt theo đường nước này nha. Nước xéo qua đây xuống ao ạ. Giờ tới con ngọn đoạn mình xuống ao thôi. Ê, nãy mình không lấy cây theo mình cầm anh. Được rồi. Nha. Cái lú này cũng dài lắm nha. Bây giờ nước nó đầy đó. Anh chừng hao nước nó giật xuống đó nha. Anh đặt xéo qua bên em luôn hả gì? Rồi giờ xong rồi nha, hơi hy vọng ngày mai sáng nay nha. Mình đi dở sẽ cho có một đống cá, hy vọng thôi. Về về. Cái này lên tắm cái là nghỉ ngơi. Bữa nay làm từ sáng tới chiều không trời. Đang đánh luôn. Vô đây đi. Rồi chào cả nhà nghe, bây giờ trời sáng cái nè. Bây giờ là tại đúng ra bữa nay mình uống cà phê trong nhà nghe, nhưng bữa nay mình uống cà phê dưới mương cái dưới ao cái nghe. Thì Hải mà cả nhà mình uống miếng cà phê rồi đi dở lú nha. Nói chung là vậy nó mới sướng nha, cái cảm giác nó cái ngộ cà phê sữa nóng. Đậu mới tỉnh liền á. Bữa nay hy vọng là dính cá nhiều cả nhà. Thôi nhiều đủ rồi, mình đi dở lú thôi. Em này đi dở lú. Ông phụ. Quay xuống đi.
lên cái cây có không? Chưa biết. Lâu lắm không đặt lú lại đó. Cái gì anh? Con khác luôn. Cái này à, cá ấn tượng đi nha cả nhà. Cả nhà ơi. Nó sạch cá ấn tượng luôn nha. Bữa nay có mồi ăn rồi. Này đường nước nè cái này. Khủng long. Đổ ra luôn anh, đổ ra luôn. Ngon nè, cá gói thì ngon, cá tượng ngon à. Cái này ở cái con cá gô này nó bằng bàn tay rồi. Ôi má ơi. Mập luôn anh. Ừ. Cá thác lát lát đồng nữa nha. Ừ. Các lát đồng. Ủa, cá đã nha. Đó. Nhỏ cùng tay mình chút nha. Đó. Con này chắc cũng gần cả ký nữa nha. Chắc không luôn, 700-800 mà có. Rồi đi giải tiếp đầu kia lên đấy. Bây giờ mình thu hoạch cá vô gỗ rồi cả nhà. Trong này bữa nay mình đi đặt lú chỉ được nhiêu thôi nha, thì đủ ăn này. Con này mình nấu canh chua nè, còn mấy cái con này ha thì kho nha, muối chiên nè, cá nó muối chiên mình, nè. Ừ, muối chiên cũng được, còn hai con quỷ nè kho thì nó bự, nó cái này bắt cái này mà được an toàn cả nhà. Nói chung mà thành quả nhiều là đủ ăn rồi nha cả nhà, dư sức luôn á, dư sức gia đình mình luôn nha. Rồi tới đây thì video của Hải cũng kết thúc luôn ha. À, tạm biệt cả nhà mình nha, và hẹn lần sau mình sẽ đi săn bắt thú vị hơn nữa nha. Tạm biệt cả nhà.